nhà vẫn cháy thế kia làm sao? Nó bùng từ đấy mà, nó bùng như trong cái nó hút gió ra ấy, nó có thổi từ đấy giờ ấy. Phun mãi không dụng cái cửa, mày ác thật. Đúng là chỗ này này, phun phát ở trong kia này. Đúng là chỗ này thì phải đi xịt vào. Mới xịt được nước vào. Dạ aman. Thì vào làm sao được xong? Bây giờ dây nó vào đến đấy, vào làm sao được xong nữa? Không, chủ yếu là phải chi trong phòng ạ. Đâu rồi? Đừng có kéo, ông kéo ông phút, ông cứ kéo về. Vòi nó mạnh lắm ấy. Không sao đâu. Có cái vòi mà cũng cứ chỉ lên trên trên dưới. Có cái vòi ở dưới thôi. Vòi dưới người ta tự phụt ở dưới này. Có cái vòi bắt người ta phụt từ trên xuống dưới. À thôi à, thưởng cái ấy. Ủa mẹ, khi được trong quý mà lửa và quý vẫn chẳng ngừng gì đâu được à? Quá. Không còn cái gì cả. Cháy kiểu này là rất hết. Cả cháy hết. Mẹ bay hết cả thơ khác ra được rồi. Không ra được à, ba trắng? Ít rồi.
phun đầy người. Thế ông phun cho giảm nhiệt nhà ông. Về tao mày đập cửa hết. Ôi trời. Ở ngoài kia cũng nhà này như không bị gác. Đấy, bắt đầu lại làm xuống loại, làm xuống đây này. Mẹ. Con hồng trên đâu, trên đâu, chạy ra đây. Ôi giời. Rồi nó bùng kìa. Tinh nó nóng là nổ. Đây không bình ga có nổ rồi. Có bình ga mà lúc này nổ rồi. Thôi nếu có bình ga chắc dùng bếp điện hết. Bây giờ bếp điện ui giời sơ hết rồi. Này phun hết nước lên mái tôn để chảy chứ. Rồi dưới này rồi hết cháy rồi này. Dưới hết cháy mà lại lên tầng 3 kìa. Đi đấy. Lộ cửa kính nha. Lúc này trong nhà nó mới đổ điện, nó mới nổ. Nước tầm này cũng không là gì. Nó cháy thế thì nó đỡ thôi, để hỏi các nhà bên cạnh thôi, chứ còn tầm này thì nếu cái này nếu nhà tốt thì nó nát làm nhà hết nữa. Nếu nhà tốt cháy nó xịn, nhà tốt cái nó khác nhà khác. Nếu đây chẳng qua nhà trợ nhà ông năm ngoái nên cháy cháy đỏ. Đừng qua nhà này cái gì mà đừng quá quá được nhà đồ điện là bình ga mà đồ điện còn đồ điện thì không có thì có đây thì làm gì còn đồ điện nó thở đầy đủ hết. Không, nhà bà này không rửa rồi. Nhà bà giật cái rèm ra, ông cũng rửa rồi, giật rèm đi. Giật rèm bên nhà bên cạnh, giật rèm. Giật rèm ra nó hỏng không được. Giật rèm đi. Thế? Ông bà mẹ nó đang ở đây nó nấu cháy sang hố nhà mình ấy. Không phải rèm nó cháy sang rồi, nói đây sang rồi. Cháy sang hố nhà mình ấy. Ừ. Đấy nó xem nóng nó đổ kính rồi, nó nóng nó đổ kính. Không phải nóng nổ kính, nước lửa nó phun sang nó sẽ cháy hố của mình. Còn nước nữa khổ lắm. Có nước nữa. Hết mé ao nước rồi. Không cái màn thôi không sợ. Mà đi vô hết cửa rồi, cái đem vô cái đem. Cháy sang hố là nó không sang nhà. Đâu vô đâu, cái cửa nó nóng kìa. 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 Đéo có thang nào xóm này, đéo ai cho mượn thang. Xóm này thế chứ.